Hiện tại thì Triệu Lệ Dĩnh là cái tên đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn phim ảnh sau khi Giữ Phượng Hành lên sóng. Hiện tại phim đã dần đi đến những tập cuối và hứa hẹn một cái kết hạnh phúc cho Thẩm Ly và Hành Chỉ. Khung cảnh Thẩm Ly ôm Hành Chỉ tóc bạc trắng khiến nhiều khán giả vui mừng vì cuối cùng sau 7 năm từ sở kiều truyện, cặp đôi cũng đã có cái kết đẹp. Vừa có cái kết đẹp ở Giữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh lại nhận tin vui lớn. Theo đó, mới đây nàng Tiểu Hoa đã trở thành nữ nghệ sĩ Cbiz đầu tiên cán mốc 150 tỷ view trên Douyin với hashtag tên mình. Thành tích này góp phần giúp Triệu Lệ Dĩnh củng cố địa vị của mình trong dàn diễn viên cùng lứa. Ngoài ra thì theo Sohu tiết lộ, dữ liệu của trang du lịch Đồng Trình thống kê số lượng khách du lịch tại địa điểm thành phố cổ tích Tiên Đô Chiết Giang đã tăng lên chóng mặt trong 14 ngày kể từ khi Giữ Phượng Hành lên sóng. Lượng đặt chỗ tham quan nơi đây tăng thêm 572,2% so với số liệu của tháng trước. Địa điểm cổ tích Tiên Đô này được ekip Giữ Phượng Hành tận dụng để quay những cảnh đầu tiên cho phim. Đây là tiểu viện nơi mà nam chính Hành Vân sống trong những tập đầu khi anh mới thu nhận Phượng Hoàng Thẩm Ly và cùng cô sinh sống vui vẻ hạnh phúc. Nhiều khán giả nhận xét rằng phần cảnh này của nơi đây hiện lên trên màn ảnh tuyệt đẹp như chốn thần tiên bắt mắt, từ cảnh sắc núi rừng đến cả những tiểu cảnh xung quanh tiểu viện cặp đôi chính ở. Trước đó nơi đây được mệnh danh là kinh đô tiên cảnh nhân gian nhờ cảnh trí phù hợp cho những dự án tiên hiệp. Trước Giữ Phượng Hành, những phim khác từng tận dụng địa điểm này còn có Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Hoa Thiên Cốt. Đây là lần thứ hai Triệu Lệ Dĩnh trở lại nơi đây ghi hình và không ngờ nó đã góp phần giúp du lịch nơi này tăng mạnh mẽ. Các bạn có những suy nghĩ gì với những thông tin vừa rồi? Hãy để lại bình luận xuống bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì Thu Hà phải nói lời chào tạm biệt với các bạn đây. Xin chào và hẹn gặp lại.